Xin chào cả nhà. Hôm nay nước kém á cả nhà, cho nên là mấy bữa này Nghĩa cũng không có đi làm gì hết. Với mấy bữa này trời mưa suốt à. Bữa nay hai chồng tiếp tục ở bè câu cá nâu cho cả nhà xem nha. Mùa thầy này thì cá nâu nó về bè cả nhà. Mình phải tranh thủ mình câu, chứ để hết mùa mình câu nó không có. Chưa có nhà. Lấy tôm chưa? Dạ. Với Nghĩa có cắm hai ghèn câu mái nữa. Mình mới câu được hai con cá úc. Hai con cá úc cũng bự lắm. Nãy gỡ sao rớt lòng hết con. Vì đây mình giữ con cá mồi đây nè. Nghĩa thấy nó tới nó ăn rồi cả nha. Nó giật. Nãy giật cọng dây mạnh lắm. Mình sẽ lại cái gốc này mình câu nè. Giờ nghiêng bên, nghiêng bên. Giờ này thì nước nó vẫn còn chảy xuống, chưa có lớn. Chút xíu nữa nó lớn lại thì nó sẽ trong hơn. Còn bây giờ thì nước nó còn hơi đục. Em lấy cái rọng ra luôn. Mình phải lấy cái rọng nữa, mình lấy hên chứ. Xuống. Nó còn chảy xuống à. Giờ mình để ngay con cá này. Đó, thấy gì không em? Thấy, trời ơi. Nó rê đi rồi mà ta. Nó nó mạnh ghê luôn mày, dính dính đây, một con đầu tiên cả nhà ơi. Biết ngay là có cá nâu mà. Bị thương bại vậy đó. Đang cho em tắt lửa nữa nè. Ok, để rồi đi, nó lấy cái rồng ra sao. Hôm qua em câu á, dính hai con em mới đi rồng. Nhớ cái rồng này bỏ đâu không? Cái rồng hả? Nên dùng vô trong cái son á. Tiếp nè. Nó nâu đó em. Nâu. Trời ơi, xảy rồi. rồi. Trời ơi giỡn. Gặp anh là nó chết rồi. Em đừng có giật xuôi kiểu đó, giật đứng lên á. Nóc hả ta? Nóc hả? Nâu. Nâu 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 cả nhà ơi. Nâu nhỏ. Còn thứ hai nha em. Em ơi em. Quý chú chị. làm chú ơi làm em bù lại cho anh coi Có người không dính. dính một con nữa ký luôn rồi nuốt lưỡi. Nhỏ nhỏ mà cũng nuốt lưỡi nữa. Nuốt lưỡi thì có chiếc đũa thần thánh. Rồi xong rồi. Con này chắc ra đi tìm đường cứu nước quá. Nuốt cái lưỡi sâu quá. Hai em cá bự tới nè. Đó, vừa xuống là lại rỉa liền thấy không em? Này cá nó mi chay nữa rồi. Này đụng ngộ cá nóc này sao? Ê ê ê ê. Ê, dính. Ôi, dính rồi. Tưởng đâu cá nóc chứ. Em đi vô. Ngon ngon ngon. Ê. Em đi vô luôn chứ em ngồi làm gì nữa trời. Có người quê độ rồi. Bữa nay anh sẽ cho em tắt lửa luôn. Ủa ai là mất tiêu cuốn sách của em rồi. Ai là mất cuốn sách của em rồi. Ok. Nhỏ nhỏ chứ mập dữ lắm nha.
Ú luôn. Ba em. Con gì vậy? Trời ơi cái nóc. Hay quá, đưa nó lên đi cho nó bớt phá. Thì nó không có. Nâu rồi. Dính nữa. Dính nữa. Lại có người buồn nữa rồi. Ê, ê, 4 rồi nha. 4 không. Nè chuẩn bị vớt cái bạch. 4 không. Một con ơi, một con nữa ký là mới lợi tỷ số luôn hả? Bốn con. Mưa lâm râm rồi. Giờ Nghĩa chạy đi rước khách cả nhà ơi. Bữa nay Nghĩa có mấy anh khách ở trên Sài Gòn đi xuống dưới Nghĩa câu. Giờ Nghĩa chạy vô lại lên trên bến du lịch cho nó rước. Câu qua đêm. Về em ở nhà em ráng bào đây. Lát anh về là phải có dính nha. Vừa đi rước mấy ảnh xuống, ông trời ông đãi cho đám mưa quá lớn luôn đó nha. Hơi bị thơm á. Giờ mấy anh em ngồi câu cá nâu. Nãy mưa mưa chứ nghĩa ra cũng giật được 2-3 con nữa nè. Nãy giờ em làm cũng 7-8 con rồi đó. Mà nay không có cá bự, cá 3-4 tay nè. Hôm bữa kia mưa quá trời lớn luôn đó nha. Đi tát nữa ghe mệt xỉu luôn. Nghe một nhẹ. Câu thẻo hai lưỡi luôn hả? Câu thẻo tần luôn. Thời tới cảm kiệm này làm ở Long Sơn á, đâu qua sắp đi luôn á, đâu có. Qua bển câu có cá không? Ở Long Sơn hả? Dạ. Yeah. Không có, câu lâu rồi, câu trước Tết được. Trước Tết nay mới đi lại. Ừ, hôm Tết nay rồi đi mấy lần sau. Đang trớt quớt không? Không nghĩ luôn. Từ lúc xuống bây giờ cầu khoảng 5-6 con gì đâu mà em có gì với cái nóc. Đục quá. Không thấy đường nữa ăn. Gì đó. Gì đó. Ôi dính nè. Gì đó. Ê bự à. Bự rồi. Ê ngon. Ghê. Nó hơi bị cơm á. Dí mới được. Con này cá hai lạng à. Đây, con cá bự đầu tiên trong ngày. Phải quyên bầy nè mà cỡ này không là ngon luôn. Vô. Bữa nay rước quá trời cần thủ luôn. Mà từ hôm qua nay là mớm toàn tập. Bữa nay dán bào cá nâu đi chứ cá út với cá đù là thua rồi. Trời ơi. Nãy giờ không ai câu dính, em câu dính là có anh kia câu dính. Dữ dằn rồi đó. Giờ nghĩ dính con nữa cả nhà. Giờ nước còn chảy xuống nè, đi xuống đầu dưới đi câu. Chút xíu nữa nước chảy lên thì mình lên đầu trên. Rồi gỡ con cá sao quát lưỡi luôn rồi bà già. Đó. Nãy gãy cái lưỡi luôn kìa, nãy gỡ con cá xong rồi gãy cái lưỡi luôn kìa. Đi kéo quá bẻ lại. Nay cầu chắc cầu 20 cây câu á. Không thấy cá đâu hết. Dạ. Làm gì? Cầm cá, lấy chim tao mới tối. Cầm lấy hên hả? Ừ. Cá nâu nha các bạn. Cá nâu lớn nha anh Lộc. Ta câu với mình câu nha các bạn. Cầm vô đâm ra nhức chết luôn á. Bỏ vô đây luôn. Bữa qua trời. Bữa qua mưa chứ ra ngồi câu cũng được mấy con á. Thấy cùng bồn bồn rồi nè. Bữa nay ráng bào thêm mớ nữa. Ngoài kia còn hai ông chú ở ngoài nữa.
Trong này chặt quá, không có chỗ câu, cho ra ngoài ghế đáy câu luôn rồi. Đây là thành quả hôm qua nay 2 vợ chồng Nghĩa câu được nè cả nhà. Do là hai bữa nay mưa quá cả nhà ơi. Có bữa trước chưa mưa thì mình câu được mớ. Thế bữa sau mưa cái mình câu nó hết ăn luôn rồi. Mày ảnh xuống ngày mấy bữa nước này cá nó cũng không có ăn nữa cả nhà. Nói chung cũng có ăn nhưng mà dính lai rai à, chứ không được nhiều. Có nhóm của anh Bình á, đợt trước đi xuống câu được nhiều cả nhà. Câu cá út chia cá đù được cả mười mấy ký luôn. Câu được có 3 con lớn. Còn nhiều cá nâu nhỏ nhỏ không. Qua mấy ảnh cũng câu được mớ. Chắc được 4-5 con gì thôi. Giờ Nghĩa sợn gió lãi đưa mấy ảnh về. Còn hôm qua thì Nghĩa đưa mấy ông chú về trước rồi. Rồi đến đây Nghĩa xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.